hôm nay thì mình sẽ vào đây chơi game iwin e đây là game đổi thưởng 11 mình thấy rất nhiều anh em quan tâm hiện nay đúng không và thường ấy là anh em chơi con game bài poker này đúng không trên dưới hay là anh em chơi tẩy xỉu hay là xốc đĩa thì anh em sẽ nhanh lên nhanh xuống nhưng mà đối với mình thì mình mỗi ngày mình xác định là cứ ăn nhỏ nhỏ mỗi ngày thôi anh em ạ còn hơn là không ăn được cái gì nha thành ra vốn mình hôm nay năm mê thôi thường thường là mình làm năm mê mình ăn non mấy ngày thôi và mình mình thường chơi tiến lên miền nam chiến tuyến miền Nam mà kiểu như là nó vẫn thiên vào kỹ năng vẫn nhiều hơn là hên xui nữa anh em ạ, chứ mình chơi theo kiểu là tẩy xỉu này nó chơi hên xui nó khá là nhiều liên quan tới hên xui đúng không anh em? cho nên chơi gì như vậy anh em ạ, tùy thuộc anh em nếu anh em đánh bài tiến lên Việt Nam không tự tin đấy, thì em có thể đánh tài xỉu theo kiểu hên xui, em đọc cầu cho quen đấy, hay đánh bài cơ trên dưới, thì những cái đó anh em khi chơi phải giữ bình tĩnh nha. Chứ nhợ nhợ chơi mà không giữ bình tĩnh anh em chịu toang thôi à Game này ai chẳng muốn ăn nó anh em Nhưng em biết rồi cuộc chơi thì không phải ai ăn được nó mà Đúng không Cho nên là chơi thì cứ Xác định là cứ giữ bình tĩnh đã Khi nào giữ bình tĩnh thì anh em chơi Còn không giữ bình tĩnh thì tốt nhất là anh em đừng có chơi nha Không giữ bình tĩnh là chỉ còn một cái nịt thôi Chứ chả ăn được nó đâu Bởi ăn này ai chẳng muốn ăn nó anh em Đúng không Nhưng mà để ăn được nó đó là kiểu rất khó anh em Rất khó luôn đấy không hề dễ đâu nếu mà dễ thì mình nói thật với anh em mình đã ăn từ lâu nó rồi không phải đợi đến giờ đâu mình sẽ đánh ca luôn nha để cho nó ra hai bớt đi anh em ơi nó ra hai bớt đấy thì lúc đấy mình con hai đôi hai và con át mình sẽ lệnh nha mình nghĩ là nó sẽ đánh hai luôn thôi nó biết ngay rồi. thế là còn là cái mình sợ còn hay rô là thôi nha hay rô là thôi anh em ơi hay rô là thôi Hát luôn này, nó ra hai rô chỉ có cái thằng này nó cầm hai rô luôn anh em này. Mình đoán như vậy cái thằng 10 con đấy. Ôi, thằng kia nó cầm à, nó cầm mình chịu. Ôi nó đôi 3 đôi 4 đôi 5. Đánh như vậy thì mình mới có cơ hội về anh em ạ. Chứ bây giờ nó lúc đấy đó. Đánh như vậy mình mới có cơ hội về. Chứ lúc đấy mà mình cứ để nó lòn những con khác ấy. Nó kiểu nó đánh lẻ những con khác ấy. Thì lúc đấy anh em biết rồi. Mình không lúc đấy chả có cơ hội gì là về được cả luôn ấy. Ơ 5, 6, 7. Đây rồi Vãi à, đạn kìa một tí nó không đánh được luôn ấy Một xíu là không đánh được luôn ấy Mình nói sao đánh không ra Ôi rồi ôi Nó có anh em kìa Ui Chịu Ui Đen 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 Quá đen Quá đen Chịu rồi anh em ạ Đen như vậy chịu Đen như vậy chịu rồi Đen như vậy chịu thật anh em ạ Vái đạn nó ra luôn kìa Đen Quá đen Giọng như vậy nó còn có là thì chịu rồi anh em ạ Giọng như vậy nó còn có là chịu rồi Hay. Chịu anh em ạ Vào chơi bàn khác đi Đợi bán bàn này đi Đen Mỗi ngày mình dáng 1 đến 2 me thôi Nằm trong khoảng đó mình nghĩ được rồi Thắng minh một mê cũng được Nhưng mà pha đó mình thắng Đấy là mình nghĩ luôn rồi đấy Có thể mình ăn được một mê đấy Nhưng mà thôi không sao anh em ạ Chơi làm sao biết trước được gì được Mà đen thật đấy Thế mà nó còn có là mới đau nhỉ Chịu anh em ạ Bài pha đó mình cũng đẹp à. ôi đôi... Đế... không theo nha có đôi đéo đâu có thông cho đéo có đôi thứ hai ôi nó có thông hơn nên nhé đéo biết đâu anh ạ nó có tứ hơn nên nhờ. biết ngay mà biết ngay mà chịu chịu anh ạ thôi nghĩ đéo đánh con game này nữa nhưng game bài poker đi bài poker mình biết một điều rằng là nó nó lên rất nhanh nhưng mà nó xuống rất nhanh thì mỗi lần mình đánh 300 thôi anh em ạ thà là đánh lên chậm lên nhanh thì mình không biết nhưng mà nó lên là được còn hơn là mình cứ tham tham một tí nó còn một cái nịt. rồi thua đó anh em thua một chuỗi luôn kìa anh em ơi một chuỗi thua luôn anh em ạ không còn gì để nói rồi Hôm nay quá đen rồi anh ạ Hôm nay không ngày phải dành cho mình rồi Hôm nay dành cho thằng nhà cái rồi Tao chịu Anh chuồn mãi nó đéo về luôn Nó toàn phải bích không ấy Tụi mày bị điên à Tụi mày bị điên rồi Đây rồi phải như vậy chứ đúng rồi 40 năm này Hòa vốn thế nào trước Trước tiên mình nghĩ đến lại gì đó không biết nhưng mà đến hòa vốn đã Chứ hòa vốn chưa hòa vốn Mình nghĩ đến lại thì chịu rồi à, đéo đánh chuồn nó lại về toàn về chuồn Khi đánh bích thì nó lại Về chuồn Đánh chuồn nó lại về bích Đó biết ngay mà Cay anh em ơi Đừng hỏi anh em đánh Cảm nhận như mình mà đéo cay nên Nhiều em cay thay mình luôn ấy Mười là ra đi quy ra anh em ạ Nhiều khi đen chịu thôi anh em ạ Chừng đéo biết làm sao nữa Bởi game in xui anh em biết rồi Chơi có thắng có thua chứ Mình biết thế đéo là lần đéo là thắng Lần đéo là thua được Mình chơi đại như vậy thôi vậy chứ Chứ mình có biết làm sao Lần nào thắng lần nào thua đâu Anh em chơi giống như mình thôi mà Đây rồi. À 9 ra 10 kìa. Đen vậy ta. 9 ra Q nó chuồn đi. À chuồn nó về luôn anh em kìa. Nó ra về Bích. Đây rồi. Nhận đi anh em ơi. Khó ăn nó quá anh em ạ. Quá khó luôn ấy. Thật sự là quá khó luôn anh em ạ. Để ăn nó không phải là chuyện đơn giản gì đâu anh em ạ. Nếu mà dễ ăn nó như vậy thì mình nói thật với anh em chứ Ai đánh cả rồi, ai mà đánh mà làm giàu cả rồi Nó năm ra hai kiểu đánh hai bắn trên dưới thua cả hai luôn Muốn chửi nó luôn anh em ạ. muốn chửi nó luôn ấy Quy ra quy, tao chịu Đánh như vậy bố mạnh chịu thật 52 rồi Đây rồi 58 rồi anh em ơi Còn 200 là thôi mình có thể nghĩ luôn đấy Đây rồi nghĩ nha anh em ơi Cuối cùng thắng anh em ạ Thì nói thật với anh em Đánh lúc nãy giờ bây giờ mới thấy thấy thắng là cái gì anh em ạ Thấy thắng là cái gì Nhưng mà chung cuộc là mình là thắng là ngon rồi anh em ạ Còn hơn là chung cuộc mình chỉ là người thua Và người thua thôi anh em ơi nha Nghĩ anh em ơi Thôi Video hầm túc nha. Bye bye anh em.